Có khi nào đánh xong chuỗi bậc cao hơn trước khi reset không mấy ông? Có chứ. Có cái địch đó. À, đây cầm mấy dân lính thường là dùng lên xe. Cầm mấy dân lính thì nếu mà những con thường á là người ta cầm mấy dân lính là tại vì người ta lên cái giao điện á. Hồi xưa cái giao điện là chích cái là chết hết kiếp rồi, còn bây giờ chích cái không chết á. Cho nên mình sẽ xài cho mấy cái lính đánh xa để mình xài giao điện mình chết. Còn nếu mà mình không lên giao điện thì mình muốn muốn ăn con nào mình ăn. Là khi ông cầm mấy con lính á, ông ăn con nào là ông sẽ gây đam lên con đó nhiều hơn. Ví dụ như ông ăn con tôi đánh gần đúng không, con lính đánh gần thì xíu nữa ông đam con lính đánh gần nó sẽ đam to hơn kiểu vậy. Thường người ta cầm người ta dọn ban sau á, ban sau để cái giao điện nó chết chết ghiếp. Còn nếu mà mấy ông chơi mấy con như kiểu AD Fan nè, sub mình nó không có mua đồ farm được á, cái đồ mà ăn chi tiền á, thì mình chơi ve mình cũng nên cầm mấy con lính để mình ăn con xe kiểu khó, kiểu mà đánh đánh yếu lên á là bị bên kia tích quay nó đai này nọ thì mình lên đó mình quét con xe. Mày kỳ đao chìm quá, không không cần che, không gì phải che cả. Nãy tôi mới khen găng này đánh hay xong giờ không có phản bác lại tôi luôn á chứ. Bó hoa tàn tàn thật rồi. Ông nhiều quá đi, ông về đi. Sao vậy? À, phải này vô quýnh thì thua luôn á chứ. Game gì đây? Khó. Cố lên cố lên cố lên, biết sẽ đỡ lo được không đây? Bỏ thôi. Ừ. Ây da. Sao dùng gờ phí vậy? Đi xin. Sao dùng lát phí vậy? Này đổ máu rồi, đổ máu rồi. Chiến trường đổ máu rồi. Thì gán gán qua đây bơi, qua đây bơi xin đây đâu nè. Đã lo được, mình phải lên cái món này món 3 luôn, mình phải được cung xanh món 3 bắn mới nổi. Xong món 4 là huyết kiếm, chúng đánh xíu nha anh em ơi.
Hello there. Legendary. Ai da, Kỳ Long đâu có đây vậy? Ôi thích rồi, thích rồi. Ủa, còn quên, nãy chưa xài. Ngáo. Lát luôn. Ai da, hai chấm nó chào khỏe quá. Rồi gì đây? Ừ, hay, hay lắm Yumi ơi. Yeah. Ủa sao không TP ra ta? TP ra quậy thời gian. Ừ, không cần ăn không được, ăn không được đâu. Chơi chơi ngã chấp, chơi chấp, chơi chơi chấp á. Ơi. Ừ, chiến thằng thôi, dùng thằng thôi nó hồi máu nó. Ừ, hay. Với luôn này là 10 điểm. Không giết được thì 9 điểm rưỡi. Ok, 9 điểm rưỡi cũng được. Để đưa ra 10 điểm nha. Ờ, Lý Xin, Lý tới nè. Ây á, Lý trong bụi nè. Ây da. Bà con đi, hút máu cái, hút máu cái. Ủa, Akali nó mạnh thì chứ đụng cái muốn chết luôn nhỉ. Thôi, được xe máy 50-50. Chứ được quýnh được cái được thì quýnh anh em ơi, được xe máy 50-50 anh em ơi. Được xe máy 50-50. Được xe máy 50-50, tự nhiên cái cho nó 50-50 anh chị. Game này mình đâu có thua đâu mà phải 50-50. Game căng thế. Quýnh điên quýnh khùng dữ dội. Đi chung nè. Sao lát mình vợ khỏe với ta, nãy đâu khỏe đâu. Vợ khỏe chưa. Lên lên cứu, lên cứu, lên cứu, sắp có G kìa, lên sắp có G kìa. G kìa bông Sion. Hay. Hay. Bài đề đi. Hay. Buổi tối vui vẻ nha anh trai. Hay hay. Ác quỷ.